Kính chào quý vị đã đến với kênh tin tức thời sự tổng hợp VN 24 giờ. Kính thưa quý khán thính giả, trận lũ lụt lịch sử ở Hà Nam và Tứ Xuyên cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người vào ngày 21 và ngày 22 tháng 9 vừa qua. Trung Quốc đại lục đã trải qua một trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Tổng thiệt hại về người lên tới hàng chục nghìn người, nhà cửa, đường xá, hoa màu đều bị phá hủy và cuốn trôi sạch. Nước ở thượng nguồn đổ xuống vùng trũng, hàng loạt cây cối, nước chảy xiết đổ vào các khu vực dân cư và các con đường biến thành sông dữ tợn. Tất cả các ngôi nhà, tòa nhà cao tầng ven sông đều bị đánh đổ, sập và cuốn trôi. Nước sông trong thành phố dâng cao tràn bờ, phá hủy một cây cầu bắc ngang tuyến đường cao tốc ven núi bị sạt lở, đất đá đổ sụp xuống phá hủy con đường. Những chiếc ô tô đang di chuyển không kịp quay đầu bị trượt xuống vực sâu. Một đoạn video cho thấy cảnh tượng một khách sạn mới được xây dựng ở Tứ Xuyên, Thanh Hải đã bị lũ lụt phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ đã bị sập xuống trong chốc lát như chưa hề tồn tại, trở thành đống đổ nát. Đây chỉ là một số hình ảnh nhỏ trong số những thảm cảnh lũ lụt xảy ra ở Trung Quốc những ngày vừa qua. Trong khi đang cố gắng đối phó với hậu quả của trận mưa lớn gây lũ lụt từ tháng trước, thì giờ lại gặp một trận lũ lụt nặng nề ập đến. Chính phủ Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ bằng tiền và bằng vàng, bao gồm cả thuốc men. Trận lũ lụt lịch sử này đã cướp đi sinh mạng của hơn 900 người, khoảng 30 triệu người bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau và khoảng 184.000 người phải di dời đến các trại cứu trợ trên khắp đất nước và đặc biệt là đến biên giới Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, những ngày vừa qua, cơn bão có tên quốc tế là Namadon đã quét qua Nhật Bản và tiến thẳng vào các tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Năm nay, Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt lịch sử chưa từng thấy, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng kêu gọi quốc tế cứu trợ. Thưa quý vị, bão Namadon càng quét Thượng Hải, Trung Quốc. Theo Epoch Times đưa tin vào sáng ngày 23 tháng 9, bão Namadon đổ bộ vào vùng bờ biển Thượng Hải, sau đó tiến vào đất liền, tàn phá mọi thứ nó quét qua. Bão duy trì ổn định với tốc độ 181 km/h, di chuyển về phía Tây, tâm bão với sức gió và giật cấp 15. Đây là cơn bão thứ 7 đổ bộ vào Thượng Hải trong năm nay. Đoạn video quay lại cảnh tượng kinh hoàng trên tuyến phố, người đi đường cầm dù bị gió, mặc dù xô ngã và kéo bay theo. Dù các cửa kính, cửa sổ và các cửa tòa nhà bị vỡ văng xuống đường, đồ đạc bị thổi bay tứ tung, người dân chạy tán loạn, nhiều người ôm vào cây to, trụ đèn, một số người không kịp tìm chỗ ẩn nấp, ôm vào nhau để trụ lại, không bị thổi bay. Ngoài ra, tỉnh Hải Nam và Quảng Tây cũng bị ảnh hưởng từ cơn bão gió mạnh và mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Trước đó, vùng hàn lưu của cơn bão này đã quét qua địa phận vùng biển phía bắc của Đài Loan gây mưa lớn và gió mạnh. Quý vị thân mến, các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh trong nhiều thập niên qua đã cả gan đấu lại với trời đất. Họ bất chấp tất cả để thỏa mãn tham vọng có trong tư tưởng đại hán của mình. Những hạt mầm xấu mà chính quyền Bắc Kinh gây ra giờ đây đã đến thời kỳ đơm hoa kết trái. Đúng với câu thành ngữ của người Việt Nam, gieo gió ắt có ngày gặp bão. Trong những ngày vừa qua, người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu sự giận dữ của mẹ thiên nhiên giáng xuống khiến người dân nước này phải chịu cảnh tàn tóc thê lương nhất lịch sử nhân loại. Bắt đầu từ đêm ngày 23 tháng 9, trời đổ mưa xối xả, hạt mưa to như những chiếc chén nhỏ rơi xuống đất khiến những cành cây to bị gãy, nhiều cửa kính bị vỡ, nhà dân bị tốc mái, sấm sét đánh xuống đất liên tục. Cảnh tượng nhấp nháy trên bầu trời giống như ông trời đang lên cơn thịnh nộ trút xuống cho hạ giận. Không một ai dám đi ra bên ngoài cho đến khi trời bắt đầu ngớt mưa. Người dân địa phương đã sử dụng điện thoại cá nhân ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi sườn núi bất ngờ sạt lở. Sau đó, người dân xung quanh hoảng sợ, hô hào, chạy mau sơ tán đến nơi an toàn. Ngọn núi này ở tỉnh Quý Châu, phía nam Trung Quốc, vốn được xác định là khu vực nguy hiểm. Những gia đình khá giả có điều kiện đều phải di dời từ năm 2018. Song với một số người nghèo khổ vẫn làm nông ở chân núi này, một xóm nhỏ dưới chân núi vẫn đang mất tích trong vụ sạt lở kể trên. Nhiều người nghèo đã phải di chuyển tới khu vực này cách đây vài năm. Theo chính quyền địa phương cho biết, ngọn núi cao 1.800m sạt lở chỉ trong vòng 1 phút nên cả xóm nghèo không chạy kịp. Hiện nay, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn các máy đào bới, xúc làm việc cả ngày, cả đêm mà vẫn chưa tìm thấy nóc nhà nào đã bị đá vùi lấp. Theo một số kỹ sư địa chất am hiểu về khu vực này cho biết, cả xóm dưới chân núi không chỉ bị đất đá trên núi xô xuống bị đổ sập, mà rất có thể khu vực này đã bị sụt lún xuống sâu dưới lòng đất. Nếu vậy thì sẽ không có một ai có thể được tìm thấy, coi như những người xấu số này đã được an nghỉ về nơi vĩnh hằng. Theo phong tục tập quán của người Trung Quốc và người dân Việt Nam, nếu gia đình có người qua đời, cùng lắm thì đội mai táng cũng chỉ đào sâu tới 2 mét để chôn cất người quá cố. Trong khi cả xóm nghèo đã bị đất đá vùi lấp cao hơn 10 mét, chưa kể đất sụt lún giống như những chiếc hố tử thần.
Nếu vậy, các thiết bị cứu hộ, cứu nạn hay máy ủi, máy móc, máy đào cũng không thể nào đào bới ra đất để tìm kiếm họ được. Huống chi là hố tử thần thì nằm ngoài khả năng của con người. Vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua, ngày 24 tháng 9, trong lúc đội cứu hộ vẫn đang miệt mài thực hiện công việc tìm kiếm thi thể những người bị thiệt mạng, thì phát hiện trên vách núi có rất nhiều vật thể lạ, thằng khóc, tiếng kêu những bà mẹ không may mắn mất con khi còn nhỏ tuổi, tiếng khóc sụt sùi, nghe như những tiếng khóc nhỏ kéo dài và ngậm ngùi như cố giấu đi, cố nén nỗi đau từ tận đáy lòng. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đây là một tiếng khóc của những người còn sống vì quá thương xót vì gia đình của mình bị đất đá vùi lấp, người thân giờ không còn tìm thấy xác. Tiếng than khóc mỗi ngày một lớn hơn và nhiều hơn. Thấy có gì đó bất thường, một số người dân đã rủ nhau lên núi xem ai khóc. Khi trèo lên thì người dân mới phát hiện có nhiều vật thể lạ, nửa người nửa thỉ, đang ngồi trên những cành cây, mỗi con một màu sắc khác nhau. Khi người dân đến gần thì chúng lại biến mất, rồi ra một gốc cây khác ở xa hơn và tiếp tục than khóc. Thế vậy, mọi người hoảng hốt, sợ hãi chạy xuống núi để đi báo cho chính quyền địa phương biết. Khi đó trời đã tối, chính quyền tỉnh Quý Châu đã phải sử dụng đến lực lượng quân đội. Một trực thăng quân sự được huy động đến hiện trường từ trên cao. Những người lính Trung Quốc đã sử dụng súng máy bắn xối xả vào khu vực xuất hiện những con vật lạ, giống như nửa người nửa thỉ đang ngồi trên các cành cây. Sức mạnh quân sự đã khiến chúng nhảy xuống đất rồi chạy vào một khe núi gần đó. Lúc này, lính dù Trung Quốc mới nhảy xuống để bắt sống những con vật này. Tiếng khóc trong khe núi vang xa cả một vùng rộng lớn, khiến người dân xung quanh thêm phần hoang mang. Càng ngày tiếng khóc càng nhiều hơn, âm thanh càng lớn hơn, giống như tiếng khóc của đám tang. Có rất nhiều người cùng khóc trong cùng một lúc. Những người lính bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi những chiếc đèn pin rọi vào bên trong hang động, thấy nhiều con vật nửa người nửa thỉ đang ngồi tập trung với nhau để khóc. Không người lính nào dám chui vào bên trong hang động này. Cuối cùng, họ phải sử dụng đến súng máy để xả đạn vào bên trong. Nhưng họ đều bị thất bại vì những viên đạn bắn vào như chỗ không người. Những con vật vẫn ngồi chỗ đó than khóc mà không hề trúng đạn, mặc dù họ đã bắn hết số đạn mang theo. Tình hình một lúc một căng thẳng hơn khi quân đội Trung Quốc đã vào cuộc, tiếp tục điều động máy bay, trực thăng quân sự chở thêm quân lính và vũ khí lên núi. Tiếng khóc của những con vật nửa người nửa thỉ vào ban đêm càng ngày càng vang xa hơn. Số người hiếu kỳ xem đến ngày một đông hơn. Để ngăn tiếng khóc của những con vật này, quân đội Trung Quốc đã sử dụng đến thuốc nổ được đặt vào cửa hang động vì số người dân đến xem càng đông dưới chân núi. Lực lượng quân đội phối hợp với cảnh sát Trung Quốc đã phát loa kêu gọi người dân về nhà. Sau khi những người dân lùi ra xa chân núi, thuốc nổ đã được kích hoạt, nhưng tảng đá ở miệng hang đã bị vỡ từng mảnh. Những con vật nửa người nửa thị tiếp tục đến tập trung ngồi bên trong than khóc nhiều hơn nữa, âm thanh mỗi ngày một lớn hơn. Đến lúc này, chính quyền Trung Quốc mới thấy có điều gì đó không ổn. Một số người dân xin ý kiến chính quyền Trung Quốc bắt đầu lắng nghe người dân nói. Một cụ già sống gần dãy núi bước lại tới các nhà lãnh đạo tỉnh Quý Châu. Lực lượng cảnh sát đã phải giữ bà ở vị trí độ an toàn cho các nhà lãnh đạo tỉnh. Ông nói rằng không thể sử dụng sức mạnh quân sự vào việc tâm linh. Ông cho biết là hôm qua mẹ thiên nhiên đã giận dữ, cả một vách núi đã bị lở san lấp hết một xóm nhỏ dưới chân núi. Thời tiết mưa bão, tại sao các anh là những lãnh đạo lại không thông báo cho người dân biết để di tản trước? Chính quyền Trung Quốc đã cố tình che giấu thông tin để không phải đi làm nhiệm vụ khi trời mưa bão. Các anh dù bận đến đâu cũng phải lo cho dân, cho nước là trước mắt. Chính những người dân đã phải làm việc vất vả để đóng thuế nuôi các anh và gia đình các anh. Nhưng tiếng than khóc chính là những oan hồn của những người dân bị chết oan uổng dưới chân núi và nhiều người dân bị các anh bức hại đàn áp họ trong nhiều thập niên qua. Họ về đây để than trách chính quyền đã đối xử vô nhân đạo với họ. Bây giờ chỉ còn cách là phải làm một mâm cơm cúng để những con ma đói khác kia thôi than khóc. Thế vậy thì cả bí thư và chủ tịch tỉnh Quý Châu cấp tốc cho những người nấu thức ăn để mang lên thắp hương. Cả bí thư và chủ tịch tỉnh Quý Châu cầu nguyện cầu khẩn oan hồn của họ thì tiếng khóc than bắt đầu ít dần đi rồi biến mất. Vâng, thưa quý vị, giờ đây, những người đứng đầu tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã bắt đầu tỉnh ngộ. Họ không thể sử dụng sức mạnh cơ bắp hay quân sự để đấu lại với trời đất được. Thiên nhiên chỉ cần giận dữ bằng những trận bão lũ trong nháy mắt có thể nhấn chìm con người xuống lòng đất. Các trang thiết bị máy móc hiện đại nhất của con người cũng không là gì so với hố tử thần sâu vô hạn xuống thẳng lòng đất. Đây là bài học cho các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Nếu họ không biết sám hối, không từ bỏ những toan tính, âm mưu, thủ đoạn để thỏa mãn tham vọng theo tư tưởng Đại Hán, thì bao công lao của họ tạo ra đến một ngày, mẹ thiên nhiên nổi giận sẽ biến tất cả thành quả phi pháp của họ, thành cát bụi ở trần gian. Cơn bão mang tên Samsi bất ngờ đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc, gây lên mưa lũ trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành ven biển Trung Quốc. Cơn bão Samsi trước đó hình thành ở biển Philippines vào ngày 16 tháng 9. Theo các nhà khí tượng thủy văn, cơn bão này sẽ đổ bộ vào Đài Loan rồi chuyển đến Nhật Bản. Dự đoán của các nhà thủy văn cho rằng cơn bão này không có sức gió lớn lắm, nó sẽ yếu đi rất nhiều khi di chuyển đến biển Hoa Đông vào đêm ngày 18 tháng 9. Tuy nhiên, đó chỉ
là dự đoán mà thôi. Vào đêm hôm qua, bão Samsi bất ngờ chuyển hướng và tăng mạnh sức gió từ 40 km lên đến 86 km/h, tức là mạnh gấp hơn 2 lần trước đó. Nó tấn công vào thành phố Sáng Đầu và nhiều khu vực khác ở tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô. Vì quá bất ngờ và không có nhiều chuẩn bị phòng chống trước, nhiều làng mạc và thành phố Trung Quốc chìm trong mưa bão, khiến thiệt hại nặng nề. Hơn 1.000 người mất tích là con số ban đầu được đưa ra của chính quyền Trung Quốc. Dự kiến con số này sẽ còn tăng cao hơn gấp nhiều lần khi nó đi qua. Xoay quanh tình hình vụ việc siêu bão Samsi bất ngờ tấn công Quảng Đông, làm người dân phải ra khỏi nhà trong đêm vì động đất sập nhà. Theo đài quan sát khí tượng Quảng Đông, cơn bão đổ bộ khoảng 11 giờ 20 phút tại vùng ven biển ngoài khơi quần đảo thành phố Sáng Đầu, mang theo sức gió lên tới 86 km/h. Giới chức Trung Quốc cho biết, tỉnh đã đóng cửa 43 danh lam thắng cảnh ven biển và các bãi tắm, hơn 3.500 tàu cá đã về cảng và hơn 6.200 ngư dân khai thác hải sản xa bờ sắp vào bờ tránh bão. Dự báo bão lũ Clip tiếp tục gây ra mưa lớn trong vài ngày tới. Mưa lớn được cho là sẽ ảnh hưởng đến phần đông nam của Chiết Giang, phần đông Phúc Kiến, hầu hết Quảng Đông và phần đông nam của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Khu vực thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông có mưa to đến rất to. Từ đêm qua, mưa lớn khiến cho nhiều đoạn đường bị ngập theo. Một đoạn video được người dân Thâm Quyến đăng tải trên mạng xã hội. Một số phương tiện nằm giữa dòng nước, những người trên phương tiện vội vàng xuống xe, có người bỏ chạy. Một số người thì ngồi trên cao chờ cứu hộ. Mọi người xung quanh hét lớn, giúp chúng tôi. Cũng có một số người đi bộ trong nước. Qua video có thể thấy, có nơi nước ngập sâu đến đùi, ghế ngồi, xe đạp bên cạnh cũng bị ngập. Cùng có những nơi trũng, nước dâu đến thắt lưng, ô tô gần như ngập hoàn toàn. Nhiều ảnh và video cho thấy mưa lớn khiến cho giao thông nhiều nơi ở Thâm Quyến bị tắc nghẽn nặng. Một số khu vực bị tắc nghẽn trong vòng nửa giờ và không thể đi bộ được 10 mét. Ít nhất 6 xe ô tô bị ngập nước và hỏng hóc, và cảnh sát giao thông địa phương đã được điều động đến để làm dịu giao thông cho đến khi nước rút. Trịnh Châu, nếu thay đổi vượt mức để xây dựng một thành phố bọc biển chỉ yêu cầu quang cảnh đẹp đẽ với sọc sao xanh mà hoàn toàn không tính đến khả năng xa lộ của nó, giống như một lát từ viễn vông phù phiếm cho đổi cuộc sống vật chất hiện đại. Quý vị thân mến, con đập Tam Hiệp đang chao đảo sắp vỡ, đó là sự thật, không phải bàn cãi, nhưng nó sẽ vỡ vào giờ giấc nào thì chúng ta chưa ai dám khẳng định. Có một điều chắc chắn rằng, đập Tam Hiệp của Trung Quốc nhưng liên quan rất nhiều đến Việt Nam, ngay cả khi nó bị vỡ bất ngờ thì Việt Nam ta cũng phải chịu lũ lụt do con đập gây ra. Kính thưa quý khán thính giả, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, con đập Tam Hiệp vĩ đại nhất của Trung Quốc đã đến ngày tàn. Bởi vậy, Tập Cận Bình đã triệu hồi một cuộc họp khẩn cấp đưa ra phương án cứu chữa. Một số giáo sư, kỹ sư giỏi về thủy lợi cùng được Đảng Cộng sản Trung Quốc mời đến tham gia đóng góp ý kiến. Trong cuộc họp quan trọng này, có 50% ý kiến cho rằng nên phá bỏ con đập này ngay lập tức. 50% còn lại thì không chịu phá bỏ con đập. Cơ bản, phe cánh của ông Tập không chấp nhận phá bỏ con đập này, bởi dù sao đi chăng nữa, khi Tập Cận Bình đang nắm quyền điều hành đất nước, tội vạ sẽ đổ lên đầu ông ta. Muốn nói sao thì con đập này bị vỡ hoặc bị phá bỏ là tội danh thiên cổ, vẫn đổ lên đầu họ Tập và kẻ khởi công xây dựng, đó là Giang Trạch Dân. Theo về nguồn tin từ nội bộ Trung Quốc đưa ra, bờ đê đập Tam Hiệp có đến 20 đoạn nước vỡ, có đoạn bị nước toát dài đến 1 km. Trước đó nhiều ngày, Tập đoàn xây dựng Đập Tam Hiệp đã thông báo về sự cố nói trên cho Tập Cận Bình và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biết. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng đưa ra của ông Tập là giữ kín nguồn thông tin này. Chỉ trong chưa đầy một tuần, những vết rạn nứt này đã kéo dài và rộng toát ra. Tập đoàn xây dựng Đập Tam Hiệp đã điều nhân công đến vá chữa những đoạn đê này, nhưng vá chỗ này thì nứt toát chỗ kia. Nhiều công nhân vá chữa những đoạn đê bị nứt này đã tìm cách chạy trốn vì sợ đập bị nổ tung thì mạng sống không giữ được. Tuy nhiên, 5.000 công nhân này đã bị lính quân đội vây chặt. Họ không được đi đâu ra khỏi công trình. Ai chạy trốn thì sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức. Họ cũng không được sử dụng điện thoại trong bất kỳ trường hợp nào. Mọi thông tin từ bên trong con đập ra bên ngoài đều bị cắt đứt. Và khi cuộc họp khẩn cấp được triệu hồi, thì tin tức này đã bị vỡ lở vào sáng ngày hôm nay. Cuộc họp vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Tất cả các quan chức tại đây đều được xem trực tiếp những đoạn bị nứt toát từ bờ đê con đập Tam Hiệp. Và 5.000 người dân đang ngày đêm vá chữa những đoạn đê nứt toát gần như khiến không khí trong cuộc họp căng thẳng tột độ. Bởi ít nhiều ai cũng có người thân trong số 600 triệu người dân dưới hạ nguồn sông Trường Giang chuẩn bị làm mồi cho cá mập. Cùng theo nguồn tin giấu tên, con đập Tam Hiệp đã bị mất kết dính với nhau. Những đoạn bờ đê bị nứt toát cho thấy bê tông và sắt thép đã bị tách rời nhau. Sắt thép cũng bị gãy vụn trước sức ép của mực nước dâng cao 181,1 m. Nhiều đoạn đê bị đập đã bị nước tràn qua, mặc dù tất cả các cửa đập đều mở hết công suất sau lũ. Tuy nhiên, mưa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử tràn về như thác đổ, khiến cho công việc sau lũ không đem lại kết quả gì. Nếu tính theo đà này, mực nước sẽ dâng cao thêm 10 m. Từ hôm nay đến ngày mai, mực nước khi đó sẽ là 190 m. Trong khi đó, bờ đê đập Tam Hiệp chỉ cao 181 m so với mực nước biển. Trong tình thế này, có thể nói rằng phá bỏ đập Tam Hiệp cũng chết mà không phá cũng chết.
Tuy nhiên, nếu phá bỏ thì vẫn đỡ thiệt hại hơn, vì cần thiết bây giờ là người dân tùy ý di tản. Nhưng Tập Cận Bình vẫn cương quyết nói rằng nước lũ sẽ rút trong ngày mai. Dù hiện nay nếu có sóng tràn qua bờ đê, nhưng con đập vẫn không bị vỡ. Sau khi mùa mưa kết thúc sẽ xây cao thêm 20 mét nữa để bờ đê vững chắc thêm. Đây là kế sách hay là thảm họa thì ai cũng có thể nhìn thấy. Khi xi măng sắt thép đổ sau 2 tiếng đồng hồ thì nó đã chết cứng. Lấy xi măng sắt thép mới để xây tiếp thì bờ đê cũ và mới không có sự kết dính với nhau. Bởi vậy ở đây xây dựng phía trên sẽ không có tác dụng. Các kỹ sư, giáo sư về thủy điện thì cô ai cũng hiểu biết về vấn đề này, nhưng không ai dám cất lời, bởi chỉ cần sai ý Tập Cận Bình thì tính mạng của họ sẽ bị bày biến. Họ được gọi đến nhưng không có cái quyền nói sai với chủ ý của Tập Cận Bình. Thế nên, chủ ý của ông Tập được giữ nguyên. Một thông tin mới xuất hiện về con đập Tam Hiệp đang làm cho người dân Trung Quốc bức xúc, đó là các quan chức Trung Quốc ở 6 tỉnh thành vùng hạ lưu đập Tam Hiệp đang cao chạy xa bay. Kính thưa quý vị, trong 2 tháng gần đây, mưa lũ liên tục xuất hiện tại các tỉnh phía Tây, phía Đông, phía Nam, phía Bắc của Trung Quốc. Và đứng trước tình hình nguy hiểm kể trên, Trung tâm Dự báo Sóng Thần của quốc gia Trung Quốc phát đi thông báo khẩn cấp nói rằng người dân nên tránh trú gấp, hãy tìm những nơi an toàn như lên những đỉnh núi trên cao hoặc chạy sang các nước láng giềng, trong đó có nhờ cậy Việt Nam để trú ẩn tạm thời. Nếu không, thảm họa trong một vài ngày tới được cho là vô cùng thảm khốc. Bởi vì trên đảo Hải Nam, ngoài khơi bờ biển Đông của phía Trung Quốc đang xuất hiện một cơn bão siêu lớn dập trên cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ cho biết, hiện cơn bão đang có tốc độ di chuyển rất nhanh với tốc độ di chuyển lên tới 30 km/h, tâm bão dập cấp 15. Hiện nó đang càn quét ở phía nam biển Hoa Đông, sóng to gió lớn đang lên cao ngất trời. Nó đã đánh sạch một số con tàu đánh cá, tàu dân quân biển của phía Trung Quốc và san phẳng một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mất bao nhiêu công sức bồi đắp trái phép ở ngoài biển Đông. Hiện tại, cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km/h, hướng tâm của nó xuyên thẳng vào tỉnh Quảng Đông, sau đó rẽ sang tỉnh Quảng Tây và tiếp tục vào thủ đô Bắc Kinh. Sau đó, nó lan ra thành phố Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Hồ Bắc. Nhiều khả năng nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Và nếu nó đi theo đúng quỹ đạo như vậy, thì nhiều khả năng nhiều tuyến đê bao tại con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và con sông Mekong sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ, nước lũ sẽ dâng cao, làm vỡ tiếp một con đập Tam Hiệp và một thảm kịch tàn khốc như ngày hủy diệt sẽ tàn phá Bắc Kinh. Hiện tại, chính quyền ông Tập đang cho tiến hành một cuộc điều họp gấp để đưa ra những phương án phòng chống bão lũ kịp thời. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc có thể dùng vũ lực để xâm chiếm Biển Đông, đi bắt nạt các nước yếu trong khu vực, phá hủy quy luật tự nhiên, ngăn chặn dòng nước trên các con sông bằng cách xây hàng loạt đập thủy điện, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ bị săn phẳng. Và chúng ta cùng theo dõi thêm màn kịch của Trung Quốc sắp bị tàn phá như thế nào. Một thông tin khá là sốc khi mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang lo sốt vó về việc thiếu lương thực cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ càn quét, phá hủy hơn 1 triệu hecta đất nông nghiệp, làm cho nền nông nghiệp của thị trường bị thiệt hại một cách nặng nề, và Trung Quốc đang kêu gọi người dân phải tiết kiệm lương thực. Họ cũng kêu gọi một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tiếp tục tài trợ lương thực, ủng hộ tiền và bàn giao cho người dân vùng lũ của Trung Quốc để qua cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đến giờ phút này, trên thế giới, các tổ chức đã dừng lại việc ủng hộ vật chất cho phía Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo và không thương người dân Trung Quốc bị lũ lụt càn quét, mà bởi vì trên thế giới, hơn 200 nước đã mất lòng tin đối với chính quyền ông Tập Cận Bình. Được biết, Bắc Kinh đã dùng phần lớn số tiền ủng hộ đó để đóng mới các con tàu chiến, bồi đắp các đảo nhân tạo, chứ không phải mang đến cho người dân của họ. Chính vì vậy mà các nước đang quay lưng lại với ông ta. Mục đích của phía Trung Quốc là để thị uy sức mạnh, dương oai với các nước trong khu vực, thách thức với cả thế giới. Đó chính là nguyên nhân vì sao mà lũ lụt hoành hành phía Trung Quốc, nhưng 10 nước trong khối ASEAN và các nước trên thế giới không ủng hộ Trung Quốc. Họ nói rằng sẽ không bao giờ ủng hộ chính quyền ông Tập Cận Bình nữa, bởi vì nếu ủng hộ chính quyền ông ta quay lại để đánh lại thì thật đau khổ. Chính vì vậy mà nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ nói rằng không những không ủng hộ Trung Quốc, các nước trên còn bắt chặt tay nhau để ra tay trừng trị Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừ khử Bắc Kinh. Bởi vì Trung Quốc chính là mối nguy hiểm cho toàn thế giới, và phải trừng trị Bắc Kinh thì thế giới mới được bình yên. Kính thưa quý thính giả, xoay quanh tình hình vụ việc mưa lũ Trung Quốc, trận bão số 4 tấn công không còn thấy bóng cây ngọn cỏ như ngày tận thế. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang căng như dây đàn, không khác gì những ngày tận thế khi đêm hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão số 4 đã đổ ập vào quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời và làm sập 1.400 căn nhà, làm hư hỏng nặng nề một sân bay quốc tế mang tên là Bắc Kinh. Nhà Quốc hội ở thủ đô Bắc Kinh cũng bị sét đánh gãy mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh ra ngoài biển Đông.
bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị cuột đổ, lưới điện quốc gia Trung Quốc bị đánh sập toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, điện đường, trường trạm bị ngập lụt và ảnh hưởng nặng nề. Gần 80 triệu người dân Trung Quốc phải khăn gói quả mướp di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Trong đó có khoảng gần 3 triệu người dân Trung Quốc đang tập trung rất đông ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Hà Giang của Việt Nam. Tuy nhiên, thì Việt Nam của chúng ta nhất quyết không mở cửa để người Trung Quốc vào, bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh, đã trở lại và nếu như bây giờ cửa khẩu của Việt Nam mở để cho người Trung Quốc tràn sang, thì dịch bệnh lây nhiễm là hết sức phức tạp và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng Việt Nam đóng cửa biên giới và cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà biên giới của Việt Nam vẫn được các lực lượng chức năng, lực lượng bộ đội biên phòng canh giữ 24/24 để cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đang lực bất đồng tâm bởi vì mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời được cho là vẫn đang trút những cơn mưa to đến rất to trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, đêm hôm qua và rạng sáng nay, bão số 4 đã gây ra mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến cho lũ tại thượng nguồn con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong ở vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 tới 6 mét, do ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Hiện tại thì cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền cùng người dân của nước này, do mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp, bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão số 4 và còn gây ra gió giật cấp 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị cuột đổ. Và ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn và thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Vũ Hán. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ không chịu được sức ép kinh khủng này, và nếu như không chịu được cơn bão số 4 tàn phá, đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ bất cứ lúc nào. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và khi đó, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Hiện tại thì chính quyền ông Tập Cận Bình đang mải mê cho quân đội nước này đi chinh chiến ngoài Biển Đông, cùng phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 2 tiểu đoàn, cùng với 50 tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu cho con đập Tam Hiệp cũng như sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm nay, mặt trời không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của nước này, thay vào đó là những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thảo Bắc Kinh, làm cho Trung Quốc đã tồi tệ, nay thời thảm hại hơn. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang cho phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc, bởi vì những tuyến đê bao tại thủ đô Bắc Kinh cũng như xung quanh con sông Dương Tử bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp, bởi vì nhiều khả năng lũ quét, lũ ống lại xuất hiện. Tờ báo, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc của bão số 4 đã làm cho Trung Quốc điều đứng. Dòng nước đã cuồn thảo chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến cho ngập lụt xảy ra tại toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra thì nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng đã bị lũ cuốn trôi.